chào mừng tất cả mọi người đã vào channel của mình. Thì đầu năm mới mình xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn một cái năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và trong cái lịch visa tháng tới này sẽ là một cái lịch visa tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cho những gia đình nào đang đợi lịch phỏng vấn từ MVC. Và ngay sau đây mình xin gửi đến cho các bạn lịch dự đoán visa tháng 3 năm 2020. Và đầu tiên mình xin gửi đến cho các bạn các ký hiệu cái diện F để những các bạn nào mới biết và xem cái video này có thể phân biệt được các diện F của mình. Và diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh lập gia đình. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em. Và tiếp theo sau đây là lịch dự đoán visa tháng 3 năm 2020. Diện F1, lịch dự đoán đến ngày 22 tháng 9 năm 2013, tăng 4 tuần. Diện F2A thì lịch dự đoán vẫn là current. Diện F2B, lịch dự đoán đến ngày 22 tháng 9 năm 2014, tăng 4 tuần. Diện F3, lịch dự đoán đến ngày 15 tháng 12 năm 2007, tăng 3 tuần. Và diện F4, lịch dự đoán sẽ tăng đến ngày 22 tháng 7 năm 2006, tăng 3 tuần. Và các dự đoán này mình đã xem và tham khảo trên các website chính của các web di trú lớn của Mỹ và các web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì mình đã đưa ra cái dự đoán của lịch visa tháng 3 năm 2020 này cho các bạn. Và ngay sau đây mình xin gửi đến cho các bạn lịch dự đoán lịch mở hồ sơ tháng 3 năm 2020. Diện F1, dự đoán lịch mở hồ sơ đến ngày 22 tháng 5 năm 2014, tăng 8 tuần. Diện F2A, dự đoán lịch mở hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2020, tăng 8 tuần. Diện F2B, dự đoán lịch mở hồ sơ đến ngày 22 tháng 5 năm 2015, tăng 4 tuần. Diện F3, dự đoán lịch mở hồ sơ đến ngày 8 tháng 9 năm 2008, tăng 6 tuần. Diện F4, dự đoán lịch mở hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2007, tăng 5 tuần. Và đây là tất cả những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong cái phần dự đoán lịch visa trong tháng hàng này. Thì các bạn nào mà có cái dự đoán nào có thể comment bên dưới để xem các bạn dự đoán lịch visa cùng mình có chính xác hay không ha. Thì đây chính là các kinh nghiệm cũng như là mình tham khảo trên các web của Visa Bulletin và các web visa lớn ở trên toàn thế giới này. Thì đây là một số cái thông tin mình muốn gửi đến cho các bạn để cho các bạn tham khảo cũng như là để cho các bạn háo hức chờ đón một cái lịch visa mới trong những ngày tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin visa lần tới. Bye bye.